kỷ niệm 70 năm chiến thắng Thượng Lào 1953. Sáng nay, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Chiến thắng Thượng Lào 1953, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm. Dự hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, lãnh đạo hai tỉnh Hủa Phăn và Siêng Khoảng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La. Đoàn chủ tịch hội thảo có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Thượng Lào, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Cuộc hội thảo khoa học hôm nay là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm chiến thắng Thượng Lào, là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ bảo vệ độc lập tự do của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, trong chiến dịch Thượng Lào năm 1953, Sơn La là một trong những địa bàn quan trọng. Theo thống kê, trong chiến dịch, quân và dân Sơn La cùng nhân dân Tây Bắc đã cung cấp tiếp tế cho bộ đội 6.300 tấn gạo, 200 tấn muối, 290 tấn thịt, 190 tấn thực phẩm khô khác, huy động 62.500 lượt dân công với 2.525 ngày công phục vụ chiến dịch. Chiến thắng Thượng Lào 1953 đã góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và phát triển của Việt Nam và Lào nói chung, Sơn La với Hủa Phăn và Luông Pha Băng nói riêng lên tầm cao mới. Chiến dịch Thượng Lào đã lùi xa, nhưng giá trị lịch sử về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa hai dân tộc Việt-Lào vẫn tiếp tục được các thế hệ đảng, lãnh đạo, hai đảng, hai nhà nước giữ gìn, dày công vun đắp và phát triển toàn diện đến hôm nay. Trân trọng giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam, Lào. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các tham luận tại hội thảo đã làm rõ, chiến thắng này đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chính phủ ta, sự chủ động, mưu trí cùng tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào, tạo nên biểu tượng cao đẹp về đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước.